thì anh em vẫn có thể kiểm chứng đây cho Lích này. Đấy, dạng tơ nhện này anh em này. Đó, bám dính rất là tốt các bạn nhá. Đặc biệt là nó bôi trơn cực kỳ là ngon luôn anh em. Hello, xin chào các bạn đã quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình nha. Thì trước mặt anh em đây là hai cái chai dưỡng và rửa sên hàng cao cấp của Thái Lan các bạn nhá. Thì nhiều anh em cũng bảo anh nhập cái hàng dưỡng sên và rửa sên siêu tốt đi. Thì hôm nay Lĩnh sẽ giới thiệu anh em một cái combo sản phẩm dành cho anh em mình dưỡng rửa sên các bạn nhá. Đấy, thì là bây giờ nhu cầu của anh em mình sử dụng những cái dòng sên xích cao cấp màu vàng hoặc màu xanh gì đó, thì nếu như anh em mình mà không có những cái sản phẩm chăm sóc dưỡng sên tốt thì chiếc xe của mình nó luôn luôn bị dơ, đúng không, đúng không anh em? Đấy, thì sản phẩm ở trước mặt các bạn đây là dòng sản phẩm chính hãng nhập khẩu từ Thái Lan về các bạn nhá. Thì bên tay trái đây, đây là cái chai Spider là chai dưỡng sên, còn chai bên này là chai Wow là chai rửa sên các bạn nhá. Thì hôm nay Lĩnh giới thiệu anh em một cái dòng sản phẩm rất là cao cấp nhập khẩu từ Thái Lan về, dòng sản phẩm rất là đậm đặc các bạn nhá, và dung tích cực kỳ lớn anh em ạ. Thì Lĩnh cho anh em xem dung tích luôn. Đây, một trên tay Lĩnh đây là cái sản phẩm là 600ml các bạn nhá. Đây 600ml. Thì những cái dòng dưỡng xích bình thường nó chỉ có 300ml, 250ml hoặc là 130ml thôi. Nhưng mà hôm nay Lĩnh giới thiệu anh em một cái dòng sản phẩm là 600ml, một dòng sản phẩm rất là to và đậm đặc các bạn nhá. Đấy, thì anh em có thể để ý đây. Đây là dòng dưỡng xích Spider, dòng này dòng dưỡng xích chống văng tuyệt đối các bạn nhá. Cho chống văng tuyệt đối. Thì những cái dòng xích dưỡng xích thường ấy thì anh em mình dùng rồi thì anh em biết rồi, là dùng vào xịt vào nó chỉ là tác dụng là bôi trơn thôi, nhưng mà khi anh em mình đi tua cao ấy, vòng cao ấy, thì là nó sẽ bị văng ra hết, nó không bám lại. Thì đây là dòng dưỡng xích Spider đã được anh em kiểm chứng rất là nhiều các bạn nhá. Đó, thì đây các bạn có thể đọc qua cái thông số đằng sau đây. Bôi trơn này. Đó, dưỡng sên cao cấp này, để Lĩnh zoom lại các bạn nha. Đấy, dưỡng sên cao cấp dạng tơ nhện. Đó, các bạn đọc qua cho mình nha. Đây, đó thì đây là tem chính hãng nha các bạn nha. Lưu ý anh em mua hàng phải mua hàng chính hãng nha. Trên thị trường đang có cả cái hàng nhái của Spider rồi anh em ạ. Đó, thì anh em có thể xem tem chính hãng này. Đấy, mỗi một chai là đều có một cái tem chính hãng bảo hành như này. Đấy, đây thì đây là cái dòng dưỡng sên các bạn nha. Bây giờ Lĩnh sẽ nói qua để cho anh em biết về cái thông số của nó, và tí Lĩnh sẽ phải trải nghiệm thực tế cho anh em thì anh em mới xem được. Rồi, tiếp theo là cái dòng sản phẩm rửa sên không chạm. Đấy, Lĩnh nói luôn một từ không chạm là các bạn biết rồi, là tức là các bạn không cần phải cọ rửa sên bạo lực nữa, mà anh em không cần phải dùng bằng bàn chải đánh nữa, mà anh em chỉ xịt nó để nó thẩm thấu khoảng tầm 2 phút, sau đó là các bạn rửa sạch bằng nước là các bạn đã có được một cái dòng sên rất là đẹp rồi, mới rồi anh em. Như mới luôn các bạn nha. Thì anh em có thể để ý đây, 600ml. Đấy, 600ml. Nhập khẩu trực tiếp Made in Thái Lan. Made in Thái Lan. Đấy, anh em nhìn thấy từ chữ Wow đây chưa? Đấy, thì anh em biết là Wow nó như kiểu là ngạc nhiên, đúng không anh em? Đó, thì đây là một cái dòng sản phẩm rất là chất lượng các bạn nha. Anh em có thể đọc qua thông số này. Xuất xứ Thái Lan, dịch hết sang tiếng Việt rồi các bạn nha. Đó, đây là một cái sản phẩm rất là mới. Hôm nay Lĩnh sẽ giới thiệu anh em một combo mà dành cho anh em dưỡng sên chất lượng luôn anh em. Rồi, bây giờ không nói nhiều nữa, bây giờ mình anh em mình sẽ tiến hành ra làm các bạn nhá. Xin chào anh em nhá. Thì anh em có thể nhìn thấy dòng sên mà hôm vừa rồi Lĩnh lắp lên cái chiếc xe của bạn Hưng đấy, thì là đây là cái bộ sên xích bạn ấy dùng được khoảng tầm gần tháng rồi anh em. Thì anh em có thể nhìn thấy là về bạn Hưng bạn ấy tra cái phần nhớt lên, bây giờ cái sợi xích nó rất là đen và bẩn đấy các bạn nhá. Thì anh em có thể thấy là khi bạn ấy tra cái nhớt thải lên ấy, thì là cái sợi xích này nó sẽ đảm bảo cái tính bôi trơn nó rất là ít luôn anh em. Thì bây giờ Lĩnh sẽ trước tiên Lĩnh giới thiệu anh em cái dòng sản phẩm bôi trơn. Thì hôm nay Lĩnh đã giới thiệu anh em một cái dòng sản phẩm rửa Wow đây. Đây, rửa đây các bạn nhá. Đó, rửa đây. Thì một cái bình này là 600ml anh em nhá, 600ml, nó rất là đậm đặc anh em ạ. Thì bây giờ mình sẽ mở cái nắp ra. Thì khi anh em mình mở cái nắp này ra rồi thì là cái dòng sản phẩm này nó sẽ mặc định nó có một cái vòi phun ở đây, một vòi phun đây. Thì tác dụng nó để làm sạch cái sợi sên này thì anh em không cần chạm, không cần phải tẩy rửa các bạn nhá. Tức là không cần phải dùng cọ đấy. Nhiều khi anh em dùng cái cọ xích nó rất là nguy hiểm. Đấy, thì là một cái dòng sản phẩm mà anh em không cần phải chạm các bạn nhá. Thì trước khi anh em sử dụng đấy, các bạn lắc đều lên cho mình. Các bạn lắc đều lên. Lắc đều cái chai lên và anh em xịt trực tiếp vào đây. Thì trước khi các bạn xịt thì các bạn sẽ vào số anh em cho nó cái sợi xích nó quay tự động và anh em xịt đều lên cho mình nhá. Bây giờ mình sẽ xịt đều lên đây.
Đấy, thì bây giờ mình đã nổ máy rồi, em có thể quay sát về đây cho anh em xem lại một lần nữa là cái sợi xích nó bẩn, rất là bẩn nha các bạn nha, rất là kinh khủng. Đấy, rất là bẩn này, anh em có thể để ý đây. Đó, bây giờ Lĩnh sẽ vào số và Lĩnh xịt cái trực tiếp cái sản phẩm lên nhá. Đây, Lĩnh sẽ bật và Lĩnh sẽ xịt trực tiếp cái sản phẩm Wow lên này, anh em này, đó. Xịt ra nhá. Anh em cho rất là chậm chậm rãi đâu. Rất là từ từ thôi. Đấy. Đấy các bạn nhỉ. Rất là đặc luôn, các bạn có thể xịt ra bên ngoài mép này nữa cho nó sạch này. Đấy. Các bạn cứ chỉ có cho từ từ một chút này thôi. Không cần phải cho nhiều làm gì cả. Các bạn chỉ để nó, sau đó là các bạn để nó thẩm thấu. Anh em cứ để cho nó quay khoảng tầm 2 phút đi nhá. Sau đó là mình sẽ bắt đầu là mình sẽ rửa lại bằng nước. Sau khi Lĩnh để cho khoảng 2 phút nha các bạn nhá. Để 2 phút này thì các bạn có thể nhìn thấy là cái sau khi cái vòng quay thì cái chất bẩn nó tự chảy xuống dưới này anh em. Lĩnh chưa đánh các bạn nhá, Lĩnh chưa đánh. Đó các bạn có thể để ý đây. Vẫn rất là bẩn nhá. Bây giờ Lĩnh sẽ dùng cái vòi nước và Lĩnh xịt lên để cho nó sạch các bạn nhá. Rồi em cầm giúp anh camera phát. Đó. Đây bây giờ Lĩnh sẽ xịt lên trực tiếp đây nhá các bạn nhá. Quay cả cái nền. Mình vừa xịt qua cái sợi xích đây, anh em có thể nhìn thấy là cái chất bẩn nó trôi ra đây này anh em này. Đó. Thì anh em có thể nhìn lại một lần nữa về cái sợi xích nhá. Đây các bạn này, không cần phải chạm luôn. Đó, rất là sạch các bạn nhá. Anh em có thể nhìn thấy không? Đặc tính của Wow rất là tốt luôn, vì là cái sản phẩm dưỡng xích, rửa xích, sên nói chung là nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cái màu sơn của xích hoặc là những màu mạ xi của xích nhá. Nếu như anh em mà dùng những cái chất tẩy mạnh ấy, thì là nó sẽ lâu dài, thì các bạn có thể để ý là nó sẽ bị phai cái màu sợi xích hoặc là cái đĩa tải của bạn. Nhưng mà với Wow này thì anh em sử dụng đảm bảo luôn các bạn nhá. Đấy thì anh em có thể nhìn thấy này. Đó, sẽ không bao giờ bị bạc màu xích các bạn nhá. Rất là đậm đặc luôn, thì anh em không cần phải chạm luôn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy trong cái rãnh xích này rất là sạch các bạn nha. Đấy, rất là sạch, anh em có thể nhìn thấy nó thay đổi hoàn toàn luôn, khác biệt luôn. Đấy thì là bây giờ Lĩnh sẽ giới thiệu anh em cái dòng dưỡng xích dạng tơ nhện của Spider các bạn nha. Đó thì các bạn có thể nhìn thấy đây, bạn kiểm chứng lại cái dòng rửa xích đây. Đó. Vừa rồi thì Lĩnh đã hướng dẫn anh em sử dụng xong cái lọ tẩy rửa xích Wow không chạm này rồi các bạn nhá. Đây thì là hai cái dòng sản phẩm của Thái các bạn nhá. Thì bây giờ Lĩnh sẽ cho anh em trải nghiệm cái dòng dưỡng sên Spider. Đấy, dòng dưỡng sên của Thái 600ml anh em nhá, rất là đặc luôn anh em. Đấy thì là hôm nay là một cái dòng sản phẩm cao cấp anh em nhá. Thì anh em dùng xích vàng hay là xích màu gì anh em biết đến rồi, là một cái dòng sản phẩm mà anh em hữu ích để cho anh em đi tour hay là chăm sóc một chiếc xe hoàn thiện anh em ạ. Đó thì Lĩnh vừa dưỡng xong rồi, rất là đẹp của các bạn nhá. Thì đây anh em có thể là nếu như mà mình bảo là chống văng hay như nào thì anh em dùng một những dòng dưỡng xích là các loại dùng rồi anh em trải nghiệm rồi anh em biết là sau khi các bạn dùng rửa tẩy rửa xong không biết bằng cái chất gì, nhưng mà sau khi các bạn sử dụng một cái dòng xích vàng đẹp này thì chắc chắn là anh em phải lựa chọn cho mình một cái dòng dưỡng sên làm sao cho nó đẳng cấp các bạn nhá. Thì anh em có thể thấy là Lĩnh cũng rửa sạch hết cái vành rồi, anh em có thể để ý đây, cái vành đây. Đấy, đã rửa sạch hết, không còn bị nhớt nha các bạn nha. Thì nếu như mà các bạn sử dụng những dòng dưỡng xích bình thường ấy, khi các bạn dưỡng vào rồi thì nó sẽ bị văng ra, nó văng bắn tung tóe ra đây này, bắn tung tóe ra đây. Thì hôm nay Lĩnh sẽ giới thiệu anh em một cái dòng sản phẩm mà nó chỉ xịt vào, nó chỉ dính lại ở cái sợi xích này, giúp làm sao mà để nó bôi trơn được tối đa ở cái sợi xích này các bạn nha, mà không bị văng ra anh em ạ.
Thì cũng như cái dòng rửa xích thôi, thì anh em cứ vào số cho mình và để cho cái sợi xích nó quay tự nhiên. Và anh em lưu ý cho Linh là cái dòng Spider là rất là đặc, anh em chỉ cần xịt qua một vòng thôi là anh em đã dùng được rồi các bạn nhá. Thì hôm nay Linh sẽ test một cách là đậm đặc nhất cho anh em vài vòng đi, nó quay vài vòng đi để cho anh em xem cái độ bám dính của nó như nào các bạn nhá. Thì nó là dạng tơ nhện, thì tí Linh sẽ chứng minh cho anh em nhá. Ok, Linh sẽ vào số này. Đấy, thì Linh sẽ lắc đều. Trước khi các bạn dùng thì các bạn lắc đều lên cho mình. Đấy, lắc đều lên và các bạn xịt trực tiếp ra. Rất là đặc, các bạn nhìn thấy vòi phun nó ra không? Rất là nhỏ thôi, nó không không nhiều đâu. Đấy, nó rất là nhỏ. Đấy, Linh sẽ quay cho nó vài vòng đi cho anh em xem. Đấy, các bạn có thể thấy không? Rất là đặc luôn, dạng tơ nhện các bạn nhá. Đấy, đây là Linh đã cho nó quay khoảng tầm 3-4 vòng rồi các bạn nhá. Thì bây giờ Linh sẽ tắt máy đi và cho anh em xem cái phần dưỡng này thì như thế nào là tơ nhện, như thế nào là tơ nhện thì anh em nhìn tay con ngón tay Linh nhá. Đấy, nó ra như là anh em nhìn đâu. Đây, nhìn tơ nhện chưa? Đó thì nó sẽ bám và bôi trơn ở cái sợi xích của mình rất là hoàn hảo đây. Đó, các bạn nhìn tơ nhện chưa? Đó thì bây giờ là anh em có thể để ý đây. Anh em có thể để ý đây. Ở bên dưới vành này nhá, hoàn toàn là chưa có một tí nhớt nào đúng không anh em? Đây, Linh đã rửa bóng rất là bóng ra, chưa có một tí nhớt nào. Bây giờ Linh sẽ cùng Hưng chạy, cùng bạn Hưng cái chủ xe này chạy một đoạn khoảng tầm 2 cây số và về cho anh em kiểm chứng cái lọ này có bị văng ra không các bạn nhá. Đó, bây giờ Linh sẽ chạy các bạn nhá. Ok anh em nhá, mình với Hưng sẽ bắt đầu sẽ test các bạn nhá. Thì anh em có thể nhìn lại một lần nữa này. Đây, tơ nhện nhá. Đấy, anh em nhìn đâu. Đấy, bây giờ Linh sẽ test cái lọ dưỡng xích này các bạn nhá. Đấy, thì anh em có thể nhìn để ý cái vành này, tí anh em sẽ trải nghiệm nhá. Bây giờ Linh với Hưng bắt đầu sẽ đi này. Ok anh em nhá. Thì Linh đã ra đến cái con đường nghìn tỷ đô đấy, thì anh em biết đến rồi đúng không anh em? Thì anh em mình cũng chạy khoảng tầm được 1 cây số rồi anh em ạ, cứ khoảng một cây số đi. Thì nếu như mà các bạn dùng một cái dòng dưỡng xích mà nó không cao cấp ấy thì anh em đi chỉ có khoảng tầm 20-30 mét thôi là nó đã văng hết lung tung tung tóe rồi đúng không anh em? Thì anh em có thể kiểm chứng đây. Sau khi Linh đi xong nhá các bạn nhá, thì nếu như mà nó đã văng ấy thì là nó sẽ văng hết xuống dưới này này. Đó, thì anh em có thể để ý này. Không có một tí gọi là nhớt nó văng xuống anh em. Bóng chưa? Mới chưa? Đó, thì sản phẩm thì anh em vẫn có thể kiểm chứng đây cho Linh này. Đấy, dạng tơ nhện này anh em này. Đó, bám dính rất là tốt các bạn nhá. Đặc biệt là nó bôi trơn cực kỳ là ngon luôn anh em. Linh sẽ quay đều cho anh em và test thử từng góc cho anh em nhá. Đó, đây. Đó, thì các bạn này, dạng tơ nhện này. Anh em càng đi thì làm sao nó càng, nói chung là dưỡng được cái sợi xích cho mình rất là tốt. Đoạn nào cũng vậy nhá các bạn nhá. Mặc dù là Linh hôm nay Linh xịt rất là đặc. Linh xịt rất là đặc anh em ạ. Còn nếu như anh em dùng, anh em chỉ cần xịt qua một vòng là đã đảm bảo cái tính chất bôi trơn rồi. Và đặc biệt sẽ không bị văng các bạn nhá. Đó, thì kể cả rửa cũng rất là sạch và đẹp luôn anh em. Anh em có thể kiểm chứng lại phần văng này. Đó, thì nếu như anh em nào mà muốn kiểm chứng được cái chuẩn, có đúng lời Linh nói chuẩn không, thì anh em có thể mua một cái dòng sản phẩm này về anh em test thử trực tiếp. Linh cam kết với các bạn là nếu như các bạn mà test mà nó bị văng ra ngoài thì Linh sẽ cho không các bạn, chứ không lấy tiền về cái phần sản phẩm Spider này các bạn nhá. Thì anh em lưu ý cho Linh là khi các bạn mua hai dòng sản phẩm này thì anh em nên mua song song thì nó sẽ là tốt hơn. Riêng với cái dòng Wow rửa sên này thì anh em đảm bảo là không bao giờ bị tính chất là bị bay màu sợi sên của các bạn, và đặc biệt là nó không có hư màu các bạn nhá. Nhiều rất là nhiều dòng rồi. Thì Linh đã test rất là nhiều dòng rồi, thì hôm nay Linh đã nhập một cái dòng sản phẩm cao cấp. Anh em lưu ý cho Linh là dòng sản phẩm cao cấp của Thái Lan các bạn nhá. Chào các anh em nhá. Thì Linh đã test xong rồi, thì anh em có thể kiểm chứng như lúc nãy Linh quay sát cho anh em nhìn rồi. Thì trên tay đây là hai cái dòng sản phẩm cao cấp của Thái Lan là Wow và Spider, dành cho dưỡng sên rửa sên các bạn nhá. Thì anh em lưu ý cho mình là đây là cái dòng sản phẩm đậm đặc 600ml nhá các bạn nhá. Dòng dưỡng xích và rửa sên nó là dòng rất là đặc, cho nên là 600ml rất là lớn luôn. Anh em có thể dùng được, có thể nếu như các bạn đi thường xuyên rửa nhiều ấy thì anh em có thể dùng được một cặp này trong vòng khoảng tầm nửa năm các bạn nhá. Nửa năm
năm, tức là 6 tháng anh em. Nhưng mà với các anh em đi nhiều, còn anh em mà đi lòng vòng ít như Lịch ấy, thì anh em có thể dùng một cặp này cho một năm luôn anh em. Nó rất là đặc các bạn ạ. Thì anh em lưu ý một cái lưu ý rất là lớn cho Lịch thôi, là cái dòng sản phẩm Spider và Wow này là của Thái Lan này, anh em phải mua dòng sản phẩm chính hãng các bạn nhá. Nó đã có hàng nhái các bạn ạ. Thì tất cả là có đều có ngày ngày tháng và ở đây. Đấy, sản xuất đây các bạn nhá. Đấy, Lue 71 này đấy anh em. Thì anh em nhớ là chọn cho Lĩnh một dòng sản phẩm chính hãng các bạn nhá. Thì sản phẩm trên video Lĩnh đã thử và test thử cho anh em rồi, anh em có thể kiểm chứng. Các bạn nào muốn kiểm chứng thực tế thì anh em có thể mua dòng sản phẩm này về xem có như lời Lĩnh nói không anh em nhá. Thì video hôm nay anh em mình xin kết thúc đây các bạn nhá. Các bạn ủng hộ Lĩnh bằng một lượt đăng ký các bạn nhá. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Bye bye.